Hello, chúng mình đã quay trở lại với Trần Văn Tùng và đến với video hết sức đặc biệt của Substream. Đây là một cái giải đấu gọi là giải đấu giao lưu streamer thì phải giữa các cái streamer của Huya. Và hôm đó thì Substream cũng đã có mặt ở trong đội hình bên phía của Huya với con tướng thủ Darius khu đứng trên trong bối cảnh là đối phương đã cấm tới 4 tướng của Substream, đó chính là Aatrox, Sett, Mordekaiser cùng với Wukong. Ở bên phía bên kia thì cấm thêm con Nidalee của hình như là Sally thì phải. Cũng là một top thách đấu đang có mặt trong đội hình bên phía của sao chào mừng, và để xem là game đấu này thì sao chào mừng sẽ xử lý kèo Darius cũng như On như thế nào, cũng như là sao chào mừng đã thể hiện xuất sắc như thế nào ở tại giải đấu này anh em nhé. Let's go. Ok, khởi đầu bằng kiếm Doran không đứng trên đánh kèo với On anh em nhé. Kèo này chắc là mềm rồi. Tốc biến theo có Azir vào và đó sẽ là mạng. Ok, mã chiến công đầu cho team của sao cho mừng anh em nhá. Chạy được không? Flash chạy luôn. Tôi đang muốn xem đường trên sao cho mừng xử lý như thế nào kèo này anh em ạ. Boss thì đánh nhau 2-2 yên bình rồi. Đứng trên đó là pha dịch chuyển trở lại đến từ On. Đây là game đấu diễn ra khá lâu rồi, dịch chuyển bây giờ dùng được phần lính này anh em này. Từ nhà đến trường level 6, 3 stack, 4 stack, kéo E về 5 stack. 5 stack đổ R. Quy không? Flash lên đánh tay và đó là một cú W dứt điểm đối phương. Hồi máu đốc thắng đi ra được với tốc hành đến từ sao chào mừng. Solo kill, solo kill anh em ơi. Tiếp tục đang có đánh nhau tại cánh trên, đó là con sứ giả được ăn rất nhanh nhưng hỏa dương hiệu triệu khiến sao cho mừng là hơi khó về rồi, bị dính hỏa dương hiệu triệu lần hai, bị làm chậm, kéo E để ngắt xung kích bọc cháy của đối phương, xử lý rất hay nên sao cho mừng sau đó có về được hay không đây, hơi khó. Kim này còn cứu cứu sinh, quay trở lại lấy 5 stack, lấy 5 stack bằng một QR, double kill chăng, bổ R giữ 5 stack, đi bộ theo, bị thả diều rồi, Kim Red Flash thả diều ác quá, hơi khó sao cho mừng rồi, ồ bị thả diều chết luôn rồi. Một tiếng xử lý outplay rất ghê đấy thì sao chào mừng anh em thấy cái kéo e của sao chào mừng né được cái xung kích bỏng cháy hất tung không ạ? Não to thật sự đấy ạ. Này con On đang e thì bị kéo về ạ. Và tích 5 stack đủ để có thể đang câu giờ. Đánh tay 5 stack hồi máu lại từ cú quy hai người kìa. Chỉ tiếc là pha này không còn spell nào để mà chơi đi thêm con kim rẹt cứu thú sinh nữa là đẹp. À, hơi tiếc một chút không sao nhá. Tình huống ra trách sứ giả, thấy đối phương sứ giả xong thì bị đấm nhưng mà vẫn có thể kéo thời được con On. Pha này thì sao đây? Tiếng di chuyển đến từ Sachamon. Biết trong kia có người quy rìa tốt. Kéo E với dính bùng nổ sức mạnh và đổi mạng thành công với người chơi được dừng đối phương. Dính bùng nổ sức mạnh đau quá anh em ơi. Đây là Trung Hà, đây là giải đấu các streamer Trung Quốc chứ không phải là Trung Hà đại chiến anh em ạ. Trung Hà đại chiến đánh với QV với Antara cơ. Móc hai bạn đây. Xin ra này mất lát nhưng mà Kha'Zix không vào rồi. Trở lại đứng trên khi mà sao chân mừng đang đấm nhau tay đôi với On thì nó đã là một tiếng lấy 3 stack đơn giản, 4 stack, kéo E 5 stack bổ R luôn không? QR rất nhanh và On chết luôn với 5 stack trên người. Xử lý quá nhanh đến từ sao chân mừng. Đứng giữa thì Sally cũng đã ra gánh chết được vị trí Syndra rồi. Hai giáp trụ được chia cho sao chân mừng. Đang còn đánh nhau cánh dưới nhưng mà đứng trên sao cho mừng không có tay le không xuống được. Móc rất tốt đấy từ nào từ lớp cùng ánh sáng vào nhưng còn cứ cứu sinh. Chú hết được cứu sinh sau thì về đấy không lại Amumu quăng quy xịt ạ. Flash chạy đi Amumu ơi. Afe đang trà đĩa thì đối phương bấm đồng hồ ạ. Không đủ sắp tới đến Afe rồi đi rồi. Double kill cho Sally. Reply tiếng giao tranh này thì 4 đánh 4 thôi anh em ơi. 4 đánh 4 và Amumu mở một cú trúng được một mình Kha'Zix đang tàng hình và team không ai follow up được cả. Sau đó Kha'Zix nhanh quá. E lên flash và dứt điểm trước khi Amumu flash chạy ạ. Còn pha này thì Afrey tức biến né cú móc mỏ neo nhưng không đủ sát thương để giết con Naughty. Đứng trên thì sao đây, on đi đâu đây, on kéo cái dê đi đâu đây, on kéo cái dê đi đâu đây, vừa lên thấy nổ não rồi, con Amumu làm sao đây, tốc hành được kích hoạt, 5 stack còn hay không, quy hơi với tầm một chút đi từ sao chào mừng, Amumu tốc biến chạy, kéo E không cho đánh hạ thông nổ, một phát nữa, vẫn còn tốc hành anh em ơi,
Bên kia té hết rồi, bên kia sợ chạy hết rồi. Nhưng Darius còn chưa cuối. Ê, flash theo. Ồ, thôi xong rồi. Còn chưa cuối anh em ơi. Đi, đi bạn ơi. Chiến thật đấy. Tiếp tục để lẻ khu đứng trên đến sao cho mừng. Món hai đã build khi băng Randin rồi. Đối phương hai xạ thủ chí mạng lên Randin rất là hợp lý luôn anh em nhé. Ui, Kha'Zix Sally đánh ác. Sally như là tốt thách đấu 6 mùa liên tục thì phải. Nhưng không nhập là như vậy. Tốt một thách đấu máy chủ sẽ có Trung Quốc 6 mùa liên tục. 6 mùa hay 3 mùa không nhớ. Như là 6 mùa đấy anh em. Và đấng toàn năng của máy chủ sẽ có Trung Quốc nha. Về cả ác luôn. Sống một máu kìa. Hỏa Dương Yêu Triệu lần 1 không đủ đam vì đó là cái lá chắn phép. Sao Trâm Mưng đi bộ xuống với một cái tốc hành và bổ nát đầu non rồi. Thôi xong à, phê hết spell đúng không? Hết spell đúng không? Hết spell đúng không? Randin làm chậm. Đánh tay WQ đánh tay. Kéo E đánh tay. Bổ phát nữa nhưng mạng dành cho Eryu. Cặp dừng với top bên phía team 2 hơi out trình anh em ơi. Cú móc tốt đến từ Naughty này. Hỏa Diệu Triệu góc rất là khó chịu và sao cho mừng bị hất tung lần 2 rồi. Mất khá nhiều máu và sao cho mừng bị shut down bởi On. Phân chia thiên hạ bỏ chạy đến từ Asia cùng ánh sáng tốt. Kim Red bị sao? Kim Red bị đĩa mặt trời nó kẹt lại và sau đó thì chết luôn ạ. Kim Red không mang dù cứu sinh vì biết rằng có dùng chắc là cũng chết. Cái phân chia thiên hạ với cái đĩa mặt trời nó kẹt con Kim Red lại kìa anh em nhìn ảo thế nhờ. Cấm 4 tướng của sao cho mừng rồi nha anh em nhé. Vẫn xách ra con tướng thứ 5 để bổ nhìn phê dã man. Team dẫn trước tới 10.000 tiền, 11.000 rồi anh em ạ. À. Eri thả diều rất tốt, móc ngược con on lại. On đi, on flat chạy ạ. Sao cho mừng vừa hồi sinh xong thì team đang có ý định 4-5 tại khu vực giữa. Ánh trăng dẫn lối, chiều cuối đến từ Amumu không có nhưng vẫn có đủ đam để giết cặp đôi phim kia double kill. Cùng ánh sáng ép đồng hồ. Kim Red bây giờ đi ra với cực cứu sinh này. Eri vẫn đang muốn đứng lại để tiếp tục chơi tiếp ạ. Không biết Eryu này có phải hạn trên luôn không ha? Bây giờ mid không biết có phải Azir ở bấy phân không? Team streamer Huya mà thiếu mấy player đấy thì cũng hơi kỳ. Rồi, Darius sao cho mừng đến flat qua không? Kéo E hơi với tầm một quyết định không flat qua. Xin ra tay đe phía sau rồi kìa. Một cú QZ đến từ sao cho mừng ngay tức chết luôn Kindred rồi. Không cử cứu sinh được tốc biến qua bùng nổ sức mạnh lấy được một mạng cho Xin ra. Hỏa Dương Triệu nhắm tới Azir ạ. Bị kéo E không R2 được à? R2 tạm vào sao cho mừng như 5 stack trên đầu. Q hồi gì hồi máu kìa. Một mạng nữa cho chào mừng. Tốc hành được kích hoạt. Xin ra không tốc biến đúng không? Không tốc biến đúng không? À, QC giờ đánh tay được một cái W. Kéo E đánh tay. Đánh tay rợ. Ok. Bên kia né Q đào rất ác thế nhờ. Hấp huyết lên. Q hồi máu. Rồi. Triple kill. E Q. Ơ QC rồi. À. QC rồi anh em ơi. Không sao cả. Khá dứt đến backup. Chiến quá nhờ. Phát này sao trông làm sao có tầm nhìn để mà quy quả ảo đấy. Quét thấy à. Một tiếng vận quy rất ảo đấy từ sao cho mừng cùng với cú quy đấy từ Andrew. Sau đó thì con on này đúng kiểu một bị thịt 5 stack cho sao cho mừng là dễ. Và sau đó thì bổ sát thương chuẩn. On đi gần 1000 máu. Tiếp tục có đánh nhau. Asia phân chia thiên hạ đẩy được Syndra trước khi mà bị tấn công bởi bùng nổ sức mạnh. Hỏa Dương Triệu hất tung tốt, Syndra bị kéo về bởi sao cho mừng có cứu cứu sinh. Nautilus ấp thấp máu chui vào cứu cứu sinh để hút máu lại một cú quỳ 5 người đến từ sao cho mừng. Một mạng cho sao cho mừng hấp huyết lên. EQ 2 người hồi máu lại nhưng mà không đủ nhiều để tiếp tục bổ R rồi. 5 stack trên đầu đối phương và Kha'Zix Sally lên vét hết. Double kill Sally. Triple kill. Không có rồi. Azir được cái hết rồi. Hay là để E được không ta? Để E được anh em ạ. Cấp hết 4 tướng đường trên pick on vào. Gặp ngay con Darius nó bổ cho. Mặc dù cam đến như thế rồi nhưng con Darius là không phế rồi anh em ơi. Gì gì, chắc là đến đây là xong rồi anh em ơi. Công sĩ HIA, có thể trực tiếp
Cấm 5 tướng thì không biết là còn con gì không ha? Gì cấm 5 tướng thì còn có gì anh em nhỉ? Cấm Aatrox, Fed, Mordor, Darius, Wukong. Chắc là còn mấy con Yorick, con Kale cái thứ. Đây là một giải đấu giao lưu giữa các streamer bên 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 Trung Quốc rồi, nó diễn ra khá là lâu rồi. Nhưng mà mình muốn lục lại cho anh em xem cái thời gọi là thời huy hoàng của Sao Chơi Mừng, cái đợt mà Sao Chơi Mừng mới nổi và là nổi nhất bên Trung Quốc. Hẹn gặp lại anh em vào những game đấu khác nha, nếu mình tìm được thêm nhiều những cái game đấu trong quá khứ của Sao Chơi Mừng mình sẽ tiếp tục làm để anh em có thể chiêm ngưỡng những cái giáo án rất là mắt mắt của Sao Chơi Mừng. Hẹn gặp lại anh em, bye bye.